quý vị đã cùng đến với vòng 3 của chương trình Bản lĩnh ngôi sao. Mình xin mời hai người chơi đại diện bước ra phía đằng sau để Nguyên Khang mời tham gia thi tài. Mời Kiệt, mời em. Kiệt không trước khi đâu, mà chúng ta đến với những câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm thêm coi trong những ô này là gì. Ô 10 điểm. Cái gì vậy? Xin xin xin. Dạ. Không có gì cả. Xin xin xin. Wow. Cái gì mà diễn ghê vậy mọi người? Sao nét mặt gì vậy? Ui. Rồi. Rồi. Y. Trời ơi. Thôi cái con thứ ba đào, con thứ ba đào. Ngay bây giờ sẽ là lúc mà người chơi của chúng ta tham gia thi tài. Khi mà các bạn bắt đầu chơi, các bạn sẽ bò tay vào trong cái thùng bí mật này, lấy ra thẻ cơ hội. Khi lấy được thẻ cơ hội, Nguyên Khang sẽ đọc câu hỏi, các bạn sẽ trả lời trong thời gian quy định ban tổ chức. Trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm, trả lời sai sẽ bước lùi về vị trí đó. Trả lời đúng sẽ được bước lên một bước. Sau khi kết thúc 10 câu hỏi, các bạn đang dừng ở ô điểm nào thì sẽ được cộng thêm cái số điểm đó vào trong tổng điểm của mình. Những người chơi còn lại có quyền nhắc cho bạn của mình, nhưng không phải là người thay thế bạn mình để đưa ra câu trả lời cuối cùng. Và ai là người mà chạm đến cái cột đầu tiên, đó là đỉnh vinh quang ở đây, thì đó là đội giành được chiến thắng. Đội đang có số điểm cao hơn sẽ là đội thi trước nha. Dạ. Xin mời Kiệt. Bắt lên. Câu hỏi đầu tiên dành cho Tuấn Kiệt. Vỏ của sò và ốc có tác dụng gì? Hết. Bảo vệ phần thân á. Bảo vệ cơ thể của chúng. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn bước lên một bước, được cộng 10 điểm. Mời em bước vào, lấy ra thẻ cơ hội. Đó, đúng rồi. Đấy. Rồi, câu hỏi của em. Mực và sò, con nào di chuyển nhanh hơn? Hết. Mực. Mực, đó là đáp án chính xác. Mời em bước lên một bước. Mời em, Kiệt. Ơi. Bên trái. Ê. Rồi, hoa gì ngày ngủ triền miên, khuya về hương nức dâng lên nao lòng? Hết. Hoa dạ lan hả? Hoa quỳnh hả? Hoa quỳnh. Hoa quỳnh. Hoặc cũng có thể là hoa dạ hương cũng được. Và đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Bước lên một bước. Trời ơi, hay. Cộng 10 điểm, mời em. Sang bên trái, bên trái. Bên trái. Hoa gì nhuộm tím lưng đồi, nhắc ta giữ trọn khoảng trời ban mai? Hoa sim. Hoa sim. Hoa sim. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn bước lên một bước. Hơi, hay quá. Tiếp theo, xin mời Tuấn Kiệt. Ơi. Trường ha. Chơi mù. Dạ đây. Trong tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân, món ăn nào được bà cụ Tứ gọi là món chè khoáng? Chè khoáng là cháo à? Cháo cám. Món cháo. Cháo cám, đó là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn bước lên một bước. Mời bạn. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Bên trái, bên trái. Đó, đó. Đây. Mời bạn đưa lên. Dạ, đây ạ. Trong tác phẩm Mắt Biếc, ngôi làng mà nhân vật Ngạn sinh ra và lớn lên tên là gì? Hết. Làng. Làng gì? Làng này rất nổi tiếng. Làng này lặp lại hai từ giống nhau. Làng đồ. Làng gì? Làng đo đỏ. Làng đo đỏ. Cái làng gì đo đỏ. Làng đó tên là làng đo đo. Và rất tiếc bạn sẽ lùi lại một bước. Mời bạn. Xin mời Kiệt. Ê. Kiệt. Đá mà. Kiệt. Bên trái. Đây, dạ đây. Rồi, mời bạn. Câu hỏi của bạn như sau. Nhạc sĩ thiên tài Mozart là người nước nào? Hết. Dạ Pháp. Đáp án của bạn chưa chính xác. Đó là nước Áo. Thôi bạn thôi, lại một bước. Mời bạn. Ê ôi, cái con gì mà ghê. Câu hỏi dành cho bạn như sau. Nhạc sĩ Mozart đã sáng tác lúc ông bao nhiêu tuổi? Hết. 3-4 tuổi gì đấy. 11 tuổi à? 11 tuổi, thưa quý vị, đó là đáp án chưa chính xác. 5 tuổi ông đã sáng tác. Bước lùi lại một bước. Xin mời Kiệt. Trời ơi, trơn quá vậy. Dạ đây. Câu hỏi của Kiệt như sau. Một câu đố. Ba người bạn mua ba đôi giày giống hệt nhau, tại sao sau đó giày họ đi vẫn khác nhau? Dạ khác số nhau. Chính xác. Chúc mừng bạn bước lên một bước. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Dạ, lên trên tí, lên trên. Đó. Hãy lội ngược dòng. Câu hỏi của bạn cũng liên quan đến một câu đố. Nghe kỹ. Bố của Tèo gọi mẹ của Tí là em dâu. Vậy bố của Tí gọi bố của Tèo là gì? Em trai. Đáp án chưa chính xác là anh trai. Anh trai mới đúng. Rất tiếc. Bây giờ xin mời Kiệt. Dạ đây. Rồi, câu hỏi dành cho Kiệt như sau.
Kỳ Nhông là động vật máu nóng đúng hay sai hết? Sai. Kỳ sai. Nhông mà con gì? Đúng hay sai? Sinh học, chuyên gia sinh học. Sai. Không nhớ nhưng mà sai. Sai. Sinh học. Sai. Sai. Như vậy là Kỳ Nhông không phải là động vật máu nóng mà nó chính là động vật máu lạnh. Chúc mừng bạn, đó là đáp án chính xác. Bước lên một bước. Hay quá. Mấy bạn lui xuống, lui bạn đấy, lui đấy. Đây. Câu hỏi dành cho bạn như sau: thay đổi trong gen của một sinh vật tạo ra đặc tính khác gọi là gì hết? Biến đổi gen. Thay đổi gen. Biến đổi gen. Hay còn gọi là đột biến gen. Đột biến gen. Đột biến gen, đó là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Bước lên một bước. Qua sinh học rồi. Mời bạn. Thưa quý vị, xin được nhắc lại là Tuấn Kiệt đang bước rất gần đến ô chiến thắng. Nếu trả lời đúng thì chúng ta nghiễm nhiên không cần thi nữa, tại bạn đã giành được chiến thắng rồi. Và bây giờ xin mời Tuấn Kiệt đến với câu hỏi của bạn như sau: con người tiết nước bọt ra trung bình mỗi ngày mấy lít hết? 10 lít hả? Cái này nghe quen lắm, này ai hỏi rồi nè. 5 lít, 10 lít. Cái này đại đại. Đại. Lít. Okay, okay, okay. 2 lít thôi. Không phải nhiều hơn. 2 lít thôi. Dạ 2 lít. 2 lít là đáp án chưa chính xác. 1 lít mới là đúng. Nhiều hơn. 2 lít còn đỡ mắc cỡ. 10 lít là em đòi 10 lít. 2 lít thì đỡ mắc cỡ. Đúng rồi. Câu này thua rồi. Cố lên em, cố lên em. Bên phải. Đúng rồi. Câu hỏi dành cho bạn như sau: gan tạo ra bao nhiêu lít mật mỗi ngày hết? 1 lít. 1 lít. Đó là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn. Hay. Mời bạn Tuấn Kiệt. Trông trên quá anh kỹ ơi. Kỹ nè, lạnh tay quá nè. Bên kia rồi. Qua kia nữa. Ở loài nhện, sau khi giao phối thì chuyện gì sẽ xảy ra hết? Con đực chết. Đúng không? Chắc nha. Thì cứ trả lời đi. Dạ con đực chết. Con đực chết vì sao? Để làm mồi cho con cái. Thưa quý vị, đó là một đáp án chính xác. Sau khi giao phối, con cái sẽ ăn thịt con đực. Hay quá. Dễ sợ. Tiến sĩ sinh vật học ở đằng kia thưa quý vị. Mời bạn bước lên một bước. Mời em. Chào bên trái. Kéo lên góc trái rồi. Câu hỏi của em như sau: vị chúa Trịnh cuối cùng của nước ta là ai hết? Trịnh Sâm. Đó chính là Trịnh Bồng. Rất tiếc em mất lùi là một bước. Khó lắm. Và xin mời câu hỏi dành cho Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt đang đến rất gần với cơ hội một lần nữa, sẽ bước lên vị trí cao nhất. Câu của Tuấn Kiệt như sau: em có giỏi về lịch sử không? Dạ cũng khá. Lý Thái Tổ và Lê Thái Tổ lấy chung niên hiệu là gì hết? Chà, câu này mình không khá ha. Lý Thái Tổ, Lê Thái Tổ lấy chung niên hiệu. Niên hiệu thời Lý, thời Lê. Đều lấy niên hiệu là Thuận Thiên, có nghĩa là thuận theo ý trời. Dạ, rất tiếc bạn bước lùi lại một bước. Câu hỏi dành cho bạn như sau: bạn có thích hoa không? Dạ, em thích. Hoa súng trắng là quốc hoa của đất nước nào hết? Hoa súng trắng của Đức à? Của Đức hay của ai? Bắc Ireland. Rất tiếc, đó chính là Bangladesh. Tới Bắc Ireland luôn. Bắc Ireland, trời nó lạnh gần chết luôn mà có cái hoa súng trắng đó nữa. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho bạn. Bước lùi lại một bước. Là đây đúng không? Chỉ mọi người lạnh quá. Rồi, dạ đây. Câu hỏi dành cho bạn như sau: bạn có thích hoa không? Dạ không thích lắm. Nhưng mà phải đến cái câu này. Hoa cúc là quốc hoa của nước nào? Hết. Mấy cái nước vòng vòng mình đi. Indo gì đó. Rất tiếc bạn đã trả lời chưa kịp. Đó là Nhật Bản. Nhật đúng rồi. Hoa cúc quốc là quốc hoa của đất nước Nhật Bản. Mình thường hay nghĩ là hoa anh đào đúng không? Nhưng mà thật ra hoa anh đào chỉ là hoa đẹp nở vào tháng 4 nhưng không phải là quốc hoa của đất nước Nhật Bản. Dạ. Rất tiếc mời bạn bước lùi lại một bước. Câu hỏi dành cho em như sau, mời em. Cố lên. Đây ạ. À. Hãy cho biết cố đô của đất nước Nhật Bản tên gì? Thôi cứ Tokyo đi cũng được, không sao đâu em bởi không ai biết. Hokkaido đi. Hokkaido. Thưa quý vị, Hokkaido là đáp án chưa chính xác. Nếu mà quý vị theo dõi về lịch sử của Nhật Bản, quý vị cũng biết là cố đô của đất nước Nhật Bản là Kyoto. Đó là lý do tại sao mà đến Kyoto các bạn thấy có rất là nhiều đền đài cổ kính ở nơi đây. Và như vậy đội của bạn không ghi được điểm. Thưa quý vị, Tuấn Kiệt đã đứng ở cột mốc 30 điểm nên bạn được cộng 30 điểm vào số điểm của mình. Còn em đứng ở cột mốc là 10 điểm nên được cộng 10 điểm vào số điểm. Và bây giờ là kết quả chung cuộc như sau. Đội của các bạn, nữ hoàng Ai Cập có được 90 điểm.
và giành chiến thắng với điểm số cách biệt là đội Sinh Tố với 150 điểm. Xin chúc mừng các bạn và xin mời các bạn cùng bước lên phía trước. Đội của chúng ta đã giành được chiến thắng. Các bạn đã về nhất với vị trí quán quân và giải thưởng trị giá 12 triệu đồng. Chúc mừng. Đội còn lại các bạn đã nhường cho đội bạn. Không sao, đã chúng ta cũng về với vị trí là á quân với giải thưởng trị giá 9 triệu đồng. Xin chúc mừng. Thưa quý vị, hãy tiếp tục đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 19:15 mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sang và thực hiện. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào tập phát sóng lần sau trong chương trình Bản Lĩnh Ngôi Sao. Xin chào.